Bà Thường, về bao giờ đấy? Cháu vừa xuống bến xe là về đây luôn. Duyên đâu rồi hả bà? Ở trong nhà ấy. Thế chân cẳng Duyên sao rồi ạ? Ừ, đỡ rồi. Nhưng mà này, cứ nhấp nhổm đòi đi đấy. Nói mà đòi đi đâu ấy thì để ý cho bà nhá. Vâng. Bây giờ bà đi ra chợ đã. Dạ, bà yên tâm ạ, để cháu lo. Cháu chào bà. Ừ, bà đi nhá. Alo, sao hôm nay em gọi sớm thế? Ông đang làm gì đấy? Tôi đang đi ship cây. Thế bà đang làm gì đấy? Tôi đang chuẩn bị ra điểm trường. Chân đau thế mà đi rồi à? Tôi có làm sao đâu, chạy nhảy tung tăng bình thường rồi. Chân cẳng thế sợ chạy nhảy? Thế thì bao giờ mới khỏi? Tôi không sao thật mà. Không sao á? Thế thì bà bật cam chạy một vòng tôi mới tin. Ờ, đây. Để tôi chạy cho ông xem nhá. Nè. Thấy chưa? Chân tôi bình thường mà. Chạy có một tí thì ai phải chạy được. Chạy nhiều chứ mà. Đây, chạy đi chạy. Tôi chạy cả vòng xa cho ông xem nhá. Này, nhìn thấy chân tôi không? Đấy, thấy chưa? Được rồi. Hết cả hồn. Ông về đến đây rồi mà còn trêu tôi nữa. Mà ông về xong báo tôi biết. Chạy nữa đi tôi xem nào. Chạy đi chạy. Tôi vừa chạy nhá. Tôi vừa nhảy múa cho ạ. Có sao không? Hay đau một tí. Tôi mà không về đây ấy, bà định giấu tôi khi nào? Ngã lộn mấy vòng, nhập viện trong cái tình trạng tay nhặt lá chân đá ống bơ. Thế mà cứ luôn mồm nói mình không sao. Này, ông về đây chỉ để mắng tôi thôi đấy à? Mắng bà chỉ tổ tốn sức. Tôi biết là bà đang cần một thằng sai vặt, nên là tôi về thôi. Ông đúng là ông mụt mà. Mỗi lần tôi cần giúp đỡ hay là gặp khó khăn thì ông lại hiện lên một cách bất thình lình. Thôi, không phải nịnh. Nghe nhảm quá rồi. Có cái gì mới hơn không? Có. Tôi đang cần tìm tre già mà chưa tìm được loại nào ưng ý. Ông tìm giúp tôi nhé. Được, để tôi rủ bọn thằng kia đi cùng. Nhưng mà đang đói quá, chưa đi ngay được. Đợi tí. Ông ăn đi này. Cái gì? Đi mấy trăm cây số về đây, bà tròn mắp ngô làm sao có sức vào rừng. Thế bây giờ ông muốn ăn gì? Ăn gì cũng được, nhưng mà phải có đạm. Cơ bắp nó mới hoạt động trơn tru, còn có sức vào rừng vác tre chứ, đúng không? Ừ. Thế ông đợi tôi một tí. Từ từ. Hả? Đưa mắp ngô đây. Sao ông bảo không ăn mà? Thì đói ăn tạm. Lát nữa ấy, bà ghi đúng kích cỡ với loại tre bà yêu cầu, tôi có biết đường mà tìm. Ok.